Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 17 tháng 2, chúng ta kỷ niệm 43 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 43 năm đã trôi qua, nhưng sự khốc liệt và những mất mát hy sinh trong cuộc chiến vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính đi trong hành khúc. Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới năm nào. Máu xương đã đổ xuống bảo vệ biên cương Tổ quốc. Những hình ảnh này, các đồng nghiệp ở Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang gửi cho chúng tôi. Cách đây 43 năm, vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, pháo binh Trung Quốc đã khai hỏa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân Việt Nam chính thức bắt đầu. Biên giới những ngày đầu xuân Nhâm Dần. Một cuộc sống bình yên nơi vùng biên viễn. Nhưng gần như suốt hơn 40 năm qua, vào những ngày này, đồng bào, chiến sĩ, cựu chiến binh nhiều nơi đã hành hương về đây để thăm chiến trường xưa, để tưởng niệm và để hiểu thêm về sự tàn khốc của một cuộc chiến tranh. Em cảm thấy nó rất là thiêng liêng và rất là biết ơn với những người đã hy sinh khi mà đang còn rất là trẻ, hy sinh trên mảnh đất này để mang lại sự bình yên cho dân tộc Việt Nam. Mình cảm thấy được rằng là sự hy sinh vô cùng to lớn của các chú, các anh đã trải qua. Do đó là tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy vô cùng xúc động khi đi trên hành trình này. Cựu chiến binh Ngô Dương Hà ở phường 1 thành phố Đông Hà. Trong những mạch ký ức về cuộc đời binh nghiệp, thì cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc là không thể nào quên. Là một tiểu đoàn trưởng thuộc lực lượng chủ lực trực tiếp tham gia những trận đánh khốc liệt trên từng mỏm đồi, ngọn núi trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Và sự hy sinh của những người lính đã trở thành những tráng ca bất tử. Đã nhiều năm chưa về thăm lại chiến trường xưa để thắp một nén hương tưởng nhớ đồng đội. Vì vậy, những nghĩa cử tri ân như thế này đã làm ông vô cùng xúc động. Trung đoàn Bình Trị Thiên lúc đó là có cái lần tổng động viên của Tổ quốc, của Chủ tịch nước. Thì Bình Trị Thiên thành lập một trung đoàn, là gọi là tên là Trung đoàn 755. Thì tôi lại được lệnh trở về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 22, Trung đoàn 755. Và sau đó, tháng 5, thì Trung đoàn hành quân ra biên giới phía Bắc. Chốt giữa huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn, tiếp tục là tham gia chiến đấu. 43 năm đã trôi qua. Đến bây giờ, những người lính vẫn luôn tự hào vì mình được tham gia vào thời khắc lịch sử của dân tộc. Còn thế hệ trẻ hôm nay, hiểu về cuộc chiến qua những trang sách hay câu chuyện kể của người đi trước. Đã bao lần được lên miền biên viễn, nhưng chúng ta hiểu rằng trong màu xanh, sự hùng vĩ của đá núi Điệp Trùng vẫn còn nơi đó những ngôi mộ gác lưng trời. Hà Giang đã ngừng.